Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming, và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Với video này thì Khải cũng đã setup sắp đủ bộ event tiền vạn em ơi. Cũng khá là lâu rồi, cũng cách đây mấy ngày Khải event tiền xu rồi. Thì bây giờ Khải ép thêm ít tiền nguyên liệu tiền vạn được Khải nha anh em. Ui bên này cũng có gì đây. Ép ít nguyên liệu tiền vạn để ăn cho nó up cấp 96 nha anh em. Để lên cấp 96 luôn nha anh em. Không biết là có lên được cấp 96 hay không. Vừa rồi thì Khải mua ít nguyên liệu mà thiếu, Khải mới mua thêm anh em. Mỗi loại Khải tính sơ qua thì khoảng 6k túi nha anh em. Đến đúng chính xác là 6k túi mới có thể ăn được full event tiền vạn này nha anh em ơi. Đúng 6k túi đó anh em, không ít đâu anh em. Còn 2k bơ, 2k bột mì với lại 1k trứng. Nhưng mà mình gần hơn 6k mà cái trứng nó dư quá trời anh em, anh em thấy không? Đó. Rồi ok rồi, Khải gì ép anh em xem nha. Nguyên liệu không đầy đủ rồi. Với 1k kèm thêm 1k đường anh em. Đường này thì mình mua 50k điểm tống kim á. Đó 50k điểm tống kim. Rồi, Khải sẽ ép cho anh em xem và Khải anh luôn nha anh em ơi. Không biết anh lên cấp được hay không. Bắt đầu ép. Ép nè. Vẫn sẽ nhận thường nha anh em. Đúng 1k là full event. 21. Rồi. Chúng ta sẽ có là 2k bột mì, 2k bơ, 2k bột mì, 2k bơ này, 1k trứng và 1k đường cát như này. Mỗi loại là như vậy thôi. Anh lấy kinh nghiệm, cái event này thì chỉ tốn tiền vạn, anh lấy kinh nghiệm là chủ yếu nè. Tốn 1k vạn nữa nha anh em. 1k vạn với 50k điểm tống kim với là nguyên liệu. Nguyên liệu hãy mua hết cho đơn giản 6k đi. 6k cứ 2k là 150 xu. 6k nó sẽ tốn khoảng tầm 450 xu. 450 xu nguyên liệu này. Rồi 50k điểm tống kim không một kim này là một kim 450 xu với một ca dạng. Một ca dạng tầm này khoảng 3 kim hơn. Thì nói chung event này nó tốn khoảng tầm gần 5 kim. Gần 5 kim nè. Rồi ok xong rồi. Không cái này dư nè mày, Khải còn dư Khải vứt thôi nè mày. Đó, cái này dư nè. Tốn khoảng 5 kim nha nè. Gần 5 kim. Tính là 450 thôi, không tới 5 kim. 450 là anh em có thể có một bộ full event tiền tiền vạn rồi. Cái này là event tiền vạn, event bánh sinh nhật thường vậy nè. Ok, đã Khải ra ra Khải auto mở luôn nè, bánh sinh nhật thường. Rồi ra khỏi cổng tự động auto mở luôn nè. Đó, hết một cái dạng. Hết tiền luôn. 4 cái dạng bữa giờ không bình cắt kiểu không được gì luôn, tốn mất tiền nè. Rồi, anh em mình thôi. Cái này là up cấp thôi nè, lấy kinh nghiệm thôi. Phục duyên, được bình phục duyên nè. Lần bài boss không? Cho vài lần bài boss nào. Phục duyên 14. Ui, một đôi tay kim phong. Được hai cái một khoảng đua tốt. Một cái đua tốt bang và một cái đua tốt cá nhân. Cái này là lấy kinh nghiệm là chủ yếu nè. Anh hết cái này Khải tính sơ qua thì nó còn 250k, 250 triệu kinh nghiệm nè. 250 triệu kinh nghiệm nè. Anh có thể gần up cấp 96 nè. Có thể gần up cấp 96. Gần up cấp 96 rồi nè. Rồi còn trăm mấy rồi thôi. Hết rồi, sắp hết rồi. Toàn phụng duyên thôi. Phụng duyên là chủ yếu. 24 bình rồi. Cũng được, có phụng duyên không bình rồi nè. Rồi hết luôn. Up cấp không, up cấp không. 92% thôi nè mày, còn 8% nữa. À 8% nữa là nghiên cứu up cấp thôi. 800 thì tới nữa up vài giả tỏ nó lên cấp nè. Còn thiếu nhiêu 35 triệu. Thiếu hai mươi mấy phần trăm hai mấy triệu nữa chứ, hai mấy triệu nữa được hai gì là nộp vào phẩm đua top thử xem. Ba là gì, nộp vào phẩm đua top bang và nộp vào phẩm đua top cá nhân chắc chắn sẽ lên rồi. Rồi nè, top cá nhân cái 209 nè. Rồi nộp tiếp nè, đua top bang hỏi bao nhiêu triệu. 6 triệu.
120k 6 triệu. Còn cái này cá nhân nộp hết đường lăng không? 290 cái. Ôi, đất cá nhân không được kinh nghiệm. Ôi, thấu cá nhân không được à. Không được gì nữa mày. Rồi, ok. Thức cá nhân không được kinh nghiệm. Còn hai mấy nữa. Ok anh em à, bây giờ thì nói chung thì cái này thì khá chịu khó, khá nhầm nhà to một tí là úp cấp rồi anh em ơi. Gần bao nhiêu? 22 triệu nữa. Nói chung là xong úp cấp thôi. Ok, và bây giờ thì clip của Khải sẽ tạm dừng ở đây nha. Và anh em có thể xem video của Khải để có thể tiếp tục ép nguyên liệu cho cái vần bánh sinh nhật thường nha anh em ơi. Cái này là bánh sinh nhật thường nha anh em ơi. Chúng ta sẽ tốn 1k vạn này, với lại khoảng 6k túi, với lại 50k điểm tống kim. Rồi ok. Và bây giờ Khải sẽ off video này nha anh em ơi. Và anh em chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye mọi người, bye bye anh em. Hẹn em tối nay chúng ta sẽ chiến tiếp tống kim anh em ơi. Tối nay sẽ chiến tiếp tống kim và tìm top tống kim nha anh em. Tối nay Khải sẽ đánh full lắc tống kim nha anh em. Tối nay Khải sẽ cố gắng mua full lắc Khải đánh cho anh em xem nha. Khải sẽ đánh khoảng hơn 10 lắc nha anh em. Hơn 10 lắc trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em ơi. Còn cái gì anh em xem video này thì đừng quên bỏ lỡ trận tống kim tối nay nha anh em. Trận tống kim tối nay sẽ chắc chắn là một trận tống kim rất là hay cho anh em xem, bởi vì Khải đánh full lắc tống kim nha anh em. Ok, bye bye anh em.